Mình chào gì đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay Hiền đi với nhóm cưa qua của Hiền tới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để vô chùa Phước Hội Cầu Tự để mé đọt những cây sao. Giờ ba của Hiền đang chuẩn bị leo cây thứ hai. Con anh đá pin đâu? Đã về nè, em ra nằm. Thấy lên trên dây điện rồi. Trên đâu rồi? Pin là cái vỏ. Trên đó rồi. Ừ. Đâu rồi cái 21. Một người ở đây thôi đi. Hai con thằng gắt. Tới tuổi rồi. Thằng này 7 mấy, 80 gì đó. Chắc bằng tổ Bắc Nam à. Đi qua ông già già đi. Ông nội ông nọ lại với cha quá con. Nghĩ chơi rồi. Cái này phải đụng chơi nhất, lọt rồi nhất nè. Nọ nó có cắt không không hả? Bên đây Hiền hiện đang chuẩn bị leo cây nhỏ này quý vị. Mới leo lên tới đầu còn gì. Bên đây hiện hiện đang cưa mấy cái sao nhỏ nè quý vị. Hôm qua nó gì thả cái cọ vô con lề để đó.
bỏ là đây, đây, cái lưỡi thấy không, thì cái bữa làm cái cắt đó bữa làm nho bữa đi tỉnh về cho nguyên đọt nghe chú được. Mở nói ra đây. Bỏ một người sửa cái đọc lên. Cho qua đây luôn này chứ được thôi. Cho qua đó. Cho qua bên đây luôn được ơi. Từ từ nắm ơi. Kéo không được, kéo mạnh không được. Dạ. Dạ. Chút. Chút. Yeah.
hết chưa ạ? Đi đâu đó hả? Mới đi đâu đó vậy? Đi ra kia. Anh Tùng ơi, đưa dùng cho anh đây. Anh Tùng ơi, tổng chị ơi. Chị xuống ngày không xuống, xuống cái xuống hoài hả? Xuống hoài hả? Ông kia xuống thì xuống hoài. Không xả gì mà hỏi ông kia tôi buồn. Rồi xuất trên. Nghe cái gột là biết xuất trên. Quay ăn ơi.
này dưới ta. Quen chưa? Chứ à? Ừ, quốc đi thì cái gì quay 20 lên được mà.
đầu qua nó nhảy kìa kìa, sóc trà bá luôn. Nhảy đâu? Bên kia sao bên kia kìa. Ồ không biết cả nhà thấy con sóc không? Kìa. Quá trời bự. Cái này thì xong. Cái này ba của Hiền cũng cưa xong rồi quý vị. Cua nhiều cây lắm. Bây giờ chùa sợ ra là gió bão nó gãy, hôm thì gãy nhiều lắm rồi. Sợ người ta đi ngang qua lại không nên. Thì rùng xuống cho nó làm cái tàn dù lại cho nó mát. Chúc bà con mình mạnh khỏe nha. Dạ dạ. Video là cũng khá dài, Hiền cũng xin phép ngừng video tại đây, tại vì ba của Hiền cũng cưa nhiều cây. Ở đây đi hợp tính ra cũng 40-50 cây vậy quý vị. Nên video này nên tại đây hẹn quý vị lại những clip gần đây nhất. Xin chào và tạm biệt. Dạ. Nó là nó sống về gió mà kêu là phong lan.